Lịch sử bóng đá Việt Nam đã kinh qua rất nhiều thế hệ, với nhiều cái tên để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng được khán giả điểm mặt nhớ tên. Trong đó, tiền đạo lừng danh Lê Huỳnh Đức chắc chắn là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất mà ngay cả những khán giả không phải là fan bóng đá cũng biết tới. Anh chính là tượng đài, là huyền thoại của bóng đá Việt Nam trong những năm của thập niên 90 và cũng là người đặt nền móng cho những thành công của bóng đá Việt Nam thế hệ sau này. Lê Huỳnh Đức sinh ngày 20 tháng 4 năm 1972 tại Sài Gòn, là con trai của ông Lê Văn Tâm, cựu danh thủ lừng danh của bóng đá miền Nam giai đoạn trước 1975. Sự nghiệp bóng đá của anh bắt đầu vào năm 1994 khi gia nhập đội quân khu 7, sau đó chuyển sang đội công an thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1995, ở tuổi 23, Lê Huỳnh Đức lần đầu vô địch quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong năm đó, anh giành luôn danh hiệu quả bóng vàng trước khi bỏ túi danh hiệu vua phá lưới vào năm 1996. Mạnh mẽ, quyết đoán, dứt điểm tốt bằng cả hai chân, chơi đầu tốt cùng khả năng cung cấp bàn thắng ổn định, giúp Huỳnh Đức trở thành tiền đạo hay nhất của tuyển Việt Nam suốt một thời gian dài. Khi được hỏi ai là tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, bình luận viên Quang Huy từng khẳng định: "Với tôi, Lê Huỳnh Đức là chân sút lợi hại nhất. Đó là mẫu trung phong ngày càng hiếm không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Anh ấy toàn diện, sút tốt cả hai chân và sút rất mạnh. Tốc độ, khả năng độc lập tác chiến cao, không quá khéo léo, nhưng khi cần hoàn toàn có thể giữ được trái bóng để chờ đồng đội lên. Ngoài ra, với thể hình lý tưởng, những cầu thủ khác chơi bên cạnh Huỳnh Đức cũng được hưởng lợi khi có nhiều đất diễn, bởi Huỳnh Đức luôn thu hút rất nhiều sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương." Trong sự nghiệp, Huỳnh Đức từng 3 lần giành quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1995, 1997 và 2002. Bên cạnh đó là 3 quả bóng bạc liên tiếp từ năm 1998 đến năm 2000, cùng với 2 lần vua phá lưới V-League trong 2 năm 1996 và 1997. Anh đã tham dự 3 kỳ SEA Games, là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tiger Cup, nay là AFF Cup, với 14 lần lập công. Từ năm 1996 đến năm 2004, anh tham dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp và luôn là tiền đạo chủ lực trong sơ đồ của đội tuyển quốc gia. Anh cũng là người tiên phong trong việc ra nước ngoài thi đấu và đã có thời gian chơi cho câu lạc bộ Trung Quốc trong Quỳnh Lý Phan. Rõ ràng, ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, Lê Huỳnh Đức chính là đại diện, là hình ảnh của bóng đá Việt Nam khi bước ra đấu trường quốc tế. Với những công hiến của mình trong bóng đá nước nhà, Lê Huỳnh Đức thậm chí đã 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động. Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 2007, Lê Huỳnh Đức ngay lập tức mở ra một chương mới trên con đường bóng đá vốn đã trải đầy vinh quang của mình bằng việc trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Tính tới thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo lừng danh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm huấn luyện và từng đưa SHB Đà Nẵng 2 lần lên ngôi vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012. Nếu phải lên danh sách những huyền thoại để xếp vào ngôi đền lịch sử của bóng đá Việt Nam từ xưa tới nay, hiển nhiên Lê Huỳnh Đức luôn sở hữu một vị trí cho riêng mình trong bản danh sách đáng tự hào ấy. Thắng. Công Minh. Đánh đầu. Wow! Tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng được ghi do công của Lê Huỳnh Đức. Các bạn xem lại pha phối hợp giữa Hồng Sơn, Công Minh. Pha phối hợp này được kết thúc bằng quả đánh đầu Đức chọn đúng điểm rơi, đúng là một bài phối hợp, một tình huống như trong đá tập của Hồng Sơn, Công Minh và Huỳnh Đức. Quan sát các cầu thủ của chúng ta tập luyện trước khi lên đường tới Jakarta, chúng tôi đã rất nhiều lần được chứng kiến những pha bóng như thế này, đúng là như trong đá tập, và tỷ số đang là 2-0.